những vị khách bất ổn. Em này em có biết là anh có nhiều căn biệt thự nó thiệt bự ở bên quận 7 không? Nào anh với em qua đó quầy bẩn với nhau nha. Anh nói chuyện vô tính quá ha. Chứ làm sao, anh nói chuyện người ta thích nghe anh nói chuyện lắm á. Không, nó không phải ai cũng dễ anh nói chuyện đâu nha. Như em là người con gái đầu tiên anh dẫn lên quán bar này á. Thiệt vậy luôn, ghê vậy. Chứ làm sao. Ơi mà khoan, anh đi toilet xíu. Ngồi đi đợi anh xíu nha, baby. Xin chào bartender ơi. Dạ, có gì không chị? Nãy giờ em nghe ông nói hết rồi đúng không? Ông có đang nói thiệt không? Nói thiệt đi, chị tiếp nam sĩ. Hả? Sao không đủ hả? Không đủ thì gấp đôi.